Đội tuyển Việt Nam không có Đặng Văn Lâm, cũng chẳng có Đỗ Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn biết tìm những phương án tạm thời để bù đắp nhằm tạo nên một đội hình tốt nhất có thể trong giai đoạn hiện tại. Với 3 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Indonesia, Malaysia và UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo có khoảng 2 tháng để tìm phương án thay thế Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương. Nhưng nhà cầm quân 62 tuổi chỉ có vài ngày để chốt những người gác đền thay thế Đặng Văn Lâm, người mà ông quyết định không gọi sang UAE vì điều kiện khách quan. Trên lý thuyết, không Văn Lâm và Hùng Dũng, đội hình của đội tuyển Việt Nam không thể xem là mạnh nhất. Dẫu vậy, trên thực tế, với những con người đã mang sang UAE, nhà cầm quân người Hàn có thể liệu cơm gắp mắm để tạo nên một đội hình tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Ở vị trí chốt chặn trong khung gỗ, hai cựu thủ môn từng giành quả bóng vàng Việt Nam là Dương Hồng Sơn và Võ Văn Hạnh đều đặt niềm tin vào Bùi Tấn Trường, thủ thành có kinh nghiệm nhất và nhiều năm thi đấu quốc tế nếu so với hai thủ thành trẻ tuổi là Văn Toản và Văn Hoàng. Vị trí tiền vệ trung tâm thay Hùng Dũng sẽ khó đoán hơn. Cựu trung vệ Vũ Như Thành dự đoán đó có thể sẽ là Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải hoặc Đức Huy. Theo quan điểm của bình luận viên Quang Huy, không thể bỏ qua Lý Công Hoàng Anh, một cầu thủ có những tố chất tương đồng với Hùng Dũng, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến cái tên Trọng Hoàng. Cầu thủ 32 tuổi hội tụ đủ những điều kiện để thay Hùng Dũng quán xuyến khu vực giữa sân. Đó là sự cơ động, sức bền, thể lực, tư duy chiến thuật, tranh chấp, giải quyết được bài toán thay Văn Lâm và Hùng Dũng với các phương án phù hợp trong điều kiện hiện nay là Tấn Trường và Trọng Hoàng. Thầy Park hẳn nhiên thoáng đầu hơn bởi những mảnh ghép còn lại về cơ bản đã nằm trong suy tính của ông. Dựa trên những thông tin về các trận đấu tập đã qua, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn hai cầu thủ đá biên của mình là Văn Thanh đá cánh phải, Văn Hậu đá cánh trái. Bộ ba trung vệ sẽ là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Theo đánh giá của cựu trung vệ Vũ Như Thành, Ngọc Hải là cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, biết chỉ huy phát động tấn công. Tiến Dũng chắc chắn, mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhẫn nại. Duy Mạnh là cầu thủ tổ chức đội hình tấn công tốt nhất trong hàng hậu vệ. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Trường với phong độ cao xứng đáng song hành với Trọng Hoàng. Trong khi đó, bộ ba tiền đạo sẽ là Quang Hải, Văn Đức và Tiến Linh. Nếu như Quang Hải và Văn Đức có thể kéo trái bóng từ tuyến dưới lên thì Tiến Linh có thể kết thúc những pha phản công của đội nhà bằng cách dứt điểm đa dạng từ cận chiến, sút xa cho đến bóng bổng. Tất nhiên, đây là đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam trong điều kiện hiện tại dựa trên cách dùng người của thầy Park trong những buổi thi đấu đối kháng và giao hữu cũng như đánh giá của các chuyên môn. Nhưng tùy vào nhân sự và từng đối thủ sẽ gặp trước mắt, với độ khó tăng dần theo cấp độ Indonesia, Malaysia đến UAE, ông Park sẽ sử dụng những loại dao phù hợp để từ giết gà cho đến mổ trâu.